Em ngày hôm nay đó là cách tiếp cận chẩn đoán và xử trí các bệnh tim bẩm sinh thường gặp. Thì thực chất thì nó là một cái bài mà em biên soạn một cái bài rút gọn của đại cương của các bệnh lý tim bẩm sinh. Trong số đó thì đã rút gọn đi tương đối là nhiều những cái phần mà chi tiết về chỉ định, về về kỹ thuật, về chẩn đoán, và chỉ giữ lại những cái gì mà cơ bản nhất. Thì với mục tiêu ngày hôm nay thì bởi vì trong cái khuôn khổ của một cái bài giảng mà chỉ có một cái bài báo cáo chỉ có 30 phút thì không có tham vọng gì nhiều hơn, mà chỉ mong là các quý đồng nghiệp, các quý anh chị, quý đồng nghiệp mà ngoài chuyên ngành tim bẩm sinh thì có được cái hiểu biết cơ bản và một cái kỹ năng để mà tiếp cận chẩn đoán và xử trí cơ bản nhất về tim bẩm sinh. Đấy, thì trong mục tiêu của em hôm nay rất là khiêm tốn, là trước hết là một cái khái niệm về bệnh tim bẩm sinh, cái phân loại mình có cái nhìn tổng quát về về các loại bệnh tim bẩm sinh và cách phân loại, và thứ ba là cách phát hiện bệnh tim bẩm sinh. Em xin phép là dùng từ phát hiện chứ không phải là chẩn đoán, bởi vì sẽ nhiều mức độ chẩn đoán, nhưng trước hết mình phát hiện và sau đó mình đi những chẩn đoán cơ bản nhất, sau đó là tiếp cận chẩn đoán một số bệnh tim bẩm sinh thường gặp, và mục tiêu thứ năm đó là có thể xử trí ban đầu và đưa ra cái phương hướng điều trị cho một số cái bệnh tim bẩm sinh thường gặp. Trước hết là về đại cương về bệnh lý tim bẩm sinh thì như các thầy cô và các anh chị đã biết, em xin được nhắc lại, tôi xin nhắc lại đó là cái bệnh tim bẩm sinh thì được định nghĩa là các bất thường bẩm sinh về cấu trúc tim hoặc các mạch máu lớn có khả năng ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của tim. Cái thuật ngữ bẩm sinh thì có nghĩa là nó xuất hiện ngay sau sinh, và cái tỷ lệ mắc bệnh tim bẩm sinh thì nó sẽ thay đổi tùy theo từng loại nghiên cứu, nhưng mà các con số thì nó sẽ thống nhất nó xoay quanh độ khoảng 8 trên 1.000 trẻ ra đời còn sống. Ví dụ như là các con số thống kê ở với chủng tộc châu Âu thì chúng ta có là 8,2, ở châu Mỹ là 6,9%, ở chủng tộc châu Á 9,2%, nhưng mà cơ bản thì cái tỷ lệ nó sẽ dao động xoay quanh là 8 trên 1.000 trẻ ra đời còn sống, tức là chiếm một cái tỷ lệ không hề nhỏ trong cái mô hình bệnh tật của trẻ em. Bởi vì là tim bẩm sinh nó là cái tim bẩm sinh cấu trúc của tim mạch máu lớn, vậy thì trước hết là em xin đưa ra hình ảnh về cái nhắc lại hình ảnh về một cái cấu trúc bình thường của quả tim. Vậy như các thầy cô và anh chị đã thấy, đây là cái cấu trúc bình thường của quả tim. Đây là hình ảnh của cái tuần hoàn bào thai. Thì từ tuần hoàn bào thai đến khi một đứa trẻ ra đời thì nó về cơ bản thì nó là sự thay đổi từ tuần hoàn bào thai sang cơ thể. Thì còn hai cái cấu trúc là cái cấu trúc ống động mạch là còn mở thì nó sẽ đóng từ 48 đến 72 giờ, và cái cấu trúc thứ hai là cái lỗ PFO nó sẽ đóng ở trong những cái tháng đầu. Đấy, ngoài hai cái cấu trúc đó ra thì một cái quả tim bình thường, các thành vách tim nguyên vẹn, các van tim thanh mảnh không hở hẹp và trên áp vào các van tim ở bình thường dưới 1 mm, và nếu mà dưới 1 mm mét trên dây dưới 1 mét trên dây, và nếu như mà nó có cái bất thường thì ta gọi có bất thường, ví dụ như cái ống động mạch tồn tại mà nó quá 72 giờ, cái OPO tồn tại kéo dài thì ta gọi đấy là những cái chúng ta phải quy nó vào nhóm tim bẩm sinh. Em thì đến phần tiếp theo em xin phép trình bày là về phân loại cái bệnh tim bẩm sinh. Thì cho tới nay mà nói thì mỗi một tác giả thì có thể đưa ra một cái cách phân loại mà nó có thể khác nhau đôi chút, và không có một cái cách phân loại nào mà nó có thể là, bởi vì tim bẩm sinh nó tương đối là đa dạng và phức tạp, cho nên là khó có cái cách phân loại nào mà nó có thể là bao phủ được hết cái nhóm bệnh tim bẩm sinh. Thế tuy nhiên có cái cách phân loại mà dựa theo cái tim bẩm sinh tím và không tím thì nó đạt được một cái độ bao phủ tương đối tốt và nó có thể định hướng điều trị. Thì tim bẩm sinh được chia ra làm hai loại là tim bẩm sinh không tím và tim bẩm sinh tím. Đây là dựa vào tự ứng tím, đây là một cách phân loại phổ biến. Tim bẩm sinh không tím thì có chia ra làm ba nhóm. Tim bẩm sinh tím là nhóm có nhiều máu lên phổi với săn trái phải. Đại diện cho cái nhóm này đấy là các bệnh lý như là thông niên thất, thông niên nhĩ, còn ống động mạch, thông sàn nhĩ thất, bán phần toàn bộ, cửa sổ chủ phế, và một số cái nhóm bệnh tim bẩm sinh săn trái phải ít gặp khác, ví dụ như là thông thất trái phải như là giò song van sa va, vân vân. Tiếp theo là các cái nhóm thứ hai là các cái tổn thương hở van tim bẩm sinh, thì gồm có hở van hai lá, hở van ba lá, van động mạch chủ, van động mạch phổi là hở có van tim.
Nhóm phân loại thứ ba ở trong cái nhóm phân nhóm thứ ba trong nhóm các bệnh tim bẩm sinh không tím, đó là nhóm tim bẩm sinh mà có cản trở dòng máu, tức là có tổn thương hẹp. Đại diện cho nhóm này thì những cái bệnh lý như là hẹp van động mạch chủ bẩm sinh có thể kèm theo van động mạch chủ hai lá van, hẹp eo động mạch chủ, nghẽn đường da, tức là hẹp ở vị trí eo của động mạch chủ, hẹp van động mạch phổi và hẹp van hai lá, hẹp van ba lá. Đây là một số cái bệnh tim ở một số cái hình ảnh của các bệnh tim của các bệnh lý mà thuộc cái nhóm tim bẩm sinh có xăng trái phải. Em xin phép. Đây là cái các bệnh lý mà thuộc các bệnh tim bẩm sinh thường gặp mà thuộc nhóm tim bẩm sinh có xăng trái phải. Đây là bệnh lý thông minh nhĩ, và trên hình ảnh của bệnh lý đây là thông minh nhĩ lỗ thứ hai. Đây là bệnh lý thông minh thất, tức là có cái thông thương giữa hai cái buồng tim là buồng thất trái và buồng thất phải. Tiếp theo đây là bệnh lý còn ống động mạch. Đây là tồn tại cái ống động mạch nối thông giữa động mạch chủ và động mạch phổi, mà đáng ra cái ống này nó sẽ phải đóng từ 48 đến 72 giờ sau sinh. Đây là bệnh lý về thông sàng nhĩ thất toàn bộ, tức là khuyết toàn bộ cái gờ động mạch ở giữa, làm cho thông thương bốn các buồng tim, buồng thất trái, thất phải, nhĩ trái, nhĩ phải thông thương với nhau ở giữa tim. Đây là dị tật thông sàng nhĩ thất toàn bộ. Các cái nhóm bệnh lý tim bẩm sinh mà xăng trái phải ít gặp hơn thì như là giò động mạch chủ, động mạch phổi, như là thông thất trái nhĩ phải, đây là hình ảnh của thông thất trái nhĩ phải, vỡ xoang, vỡ phình xoang van sa va, thì đây là hình ảnh của cái xoang van sa va và những vỡ phình xoang van sa va, giò động mạch vành vào thất phải. Đây là các cái bệnh lý mà nó đặc trưng cho nó đại diện cho cái nhóm mà tim bẩm sinh có cản trở dòng máu. Đây là bệnh lý hẹp van động mạch phổi, đây hình ảnh hẹp van động mạch phổi. Bệnh lý hẹp eo động mạch chủ, đây hình ảnh hẹp eo động mạch chủ. Cái nhóm thứ hai đó là nhóm có bệnh tim bẩm sinh tím, thì cái nhóm này được chia ra làm hai nhóm, một là các bệnh tim bẩm sinh tím ít máu lên phổi, đấy, tức là săn ở cái tầng thất, đó là săn phải trái, săn ở tầng nhĩ tầng thất là săn phải trái. Thì nhóm ở đại diện cho nhóm này thì chúng ta có các bệnh lý như là bệnh tứ chứng Fallot, bệnh teo phổi thông niên thất, bệnh teo thịt van động mạch phổi kèm theo vách niên thất nguyên vẹn, teo thịt van ba lá kèm theo hẹp phổi, và các cái nhóm bệnh tim bẩm sinh sinh lý bột thất có hẹp phổi. Cái nhóm thứ hai đó là cái nhóm mà tim bẩm sinh tím mà lượng máu lên động mạch phổi có thể bình thường hoặc là tăng lưu lượng, và cái bệnh nhân tím là do cái sinh lý máu trộn. Thì đại diện cho nhóm này chúng ta có là bất tương hợp ở các tầng kết nối của tim, như là bất tương hợp nhĩ thất, tức là đảo vị trí của nhĩ và thất làm cho là máu đen máu đỏ thì hai bên trộn với nhau, đảo gốc động mạch, thất phải, thất hai đường vào hai đường ra, bất thường các tĩnh mạch phổi trở về toàn bộ, và tim sinh lý một thất và không có hẹp phổi, tức là có tăng lưu lượng phổi nhưng mà vẫn tím vì là sinh lý máu trộn. Thì một số cái bệnh đặc trưng ở cho cái nhóm bệnh tim bẩm sinh tím này, chúng ta có bệnh tứ chứng Fallot, nó chiếm được khoảng 10% các bệnh tim bẩm sinh tùy từng nghiên cứu. Thì trong nhóm này thì có tứ chứng Fallot, tức là bao gồm có bốn dị tật, đó là thông niên thất, là hẹp động mạch phổi, động mạch chủ cưỡi ngựa và phì đại thất phải. Đấy, nhóm bệnh lý teo thịt van ba lá, teo thịt cái kết nối ở giữa nhĩ phải qua van ba lá với thất phải, và máu sẽ được máu đen và máu đỏ sẽ trộn với nhau ở tầng nhĩ và xuống với thất trái và cùng bơm với hai động mạch. Đây sinh lý máu trộn ít máu lên phổi. Tiếp theo là bệnh lý Epstein thì máu sẽ được trộn ở qua cái lỗ Peepo tầng nhĩ do cái thất phải bị nhĩ hóa, và thất phải nó bị nhĩ hóa và nó giảm co bóp dẫn tới là ít lượng máu lên phổi và máu sẽ được trộn ở tầng nhĩ. Đây là cái nhóm một số cái bệnh mà đại diện cho cái nhóm mà tim bẩm sinh máu tím, máu trộn và nhiều máu lên phổi. Có tim một thất không hẹp động mạch phổi, thân trung động mạch, hai động mạch cùng mọc từ một cái thân trung.
và chia ra là động mạch chủ và động mạch phổi. Và bất thường tĩnh mạch phổi trở về thì bốn cái tĩnh mạch phổi thay vì nó kết nối với cả nhĩ trái, kết nối với nhĩ trái bể thất thì nó lại kết nối vào các cái cấu trúc bên phải và trộn của máu đỏ và máu đen, bất thường tĩnh mạch phổi trở về. Phần tiếp theo là em xin được tôi xin được trình bày là một số những cái biểu hiện và triệu chứng lâm sàng của bệnh tim bẩm sinh mà nó có thể định hướng chúng ta trong cái việc phát hiện và chẩn đoán sớm và chẩn đoán các cái bệnh tim bẩm sinh. Đây, triệu chứng tím đây, đây là hình ảnh của cái đứa trẻ và bị cái bệnh tim bẩm sinh có tím, và đây là hình ảnh của cái dấu hiệu gọi là ngón tay ngón chân rù trống, ngón tay ngón chân rù trống là do tím và tăng sinh cái mao mạch ở đầu cái ngón chân mà sinh ra và nó dẫn tới cái hình ảnh của ngón tay ngón chân rù trống. Thứ hai nữa là biểu hiện tím, thứ hai nữa là biểu hiện mà triệu chứng mà nghe những cái tiếng tim bất thường nó sẽ giúp chúng ta phát hiện ra các bệnh lý về tim bẩm sinh. Ví dụ như là chúng ta nghe thấy nhịp tim nhanh, thấy những nhịp ngựa phi là chúng ta có thể nghĩ tới là bệnh nhân có thể bị suy tim, có bệnh lý tim bẩm sinh ngôn đường xoắn trái phải và có suy tim. Rồi các tiếng thổi bất thường tại tim, tiếng thổi tâm thu, tiếng thổi tâm trương, tiếng thổi liên tục trong khoảng ống động mạch, thổi tâm thu trong thông liên thất, thổi tâm trương ở trong các cái bệnh lý hở van động mạch chủ, động mạch phổi. Rồi thì tiếng T2 mạnh là có do là đóng van động mạch chủ, động mạch phổi, tức là có ở những bệnh nhân mà có cái tăng áp lực động mạch phổi, có nhóm tim bẩm sinh ngôn đường xoắn trái phải, còn nhiều món đến phổi mà nó có tăng áp lực động mạch phổi dẫn tới tiếng T2 mạnh. Anh nghe tiếng tim bất thường. Biểu hiện thứ ba là biểu hiện bất thường về mạch ngoại vi. Bất thường mạch ngoại vi như là chúng ta bắt khám bệnh nhân chúng ta thấy là mạch mạch mà đẩy mạnh chìm sâu thì có thể là bệnh nhân còn ống mạch lớn là do cửa sổ chủ phế, mạch bẹn khó bắt hoặc yếu mạch quay thì trong các bệnh lý hẹp eo động mạch chủ hoặc các bệnh lý về tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch chúng ta có cái mạch trên dưới không đều. Và cùng với bắt mạch thì chúng ta có một cái thao tác mà khi mà khám bệnh nhân là chúng ta với bệnh nhân mà chúng ta nghi ngờ tim bẩm sinh nó là chúng ta không 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 nên bỏ qua, đó là cái việc mà đo huyết áp mà chi trên và chi dưới. Thì cái chênh lệch huyết áp ở tay chân, chênh lệch bão hòa oxy ở tay và chân thì nó sẽ giúp chúng ta định hướng chẩn đoán. Ví dụ như trường hợp eo động mạch chủ hẹp, eo động mạch chủ khít mà cái nửa dưới cơ thể được nuôi bằng ống động mạch thì chúng ta cũng có thể thấy là cái huyết áp tay chân và bão hòa oxy ở trên ở tay và chân nó không đều, gián đoạn quay động mạch chủ, hội chứng thủy giãn tim trái, vân vân. Nhóm 4, cái biểu hiện nhóm biểu hiện thứ tư là nhóm các cái biểu hiện của hội chứng suy tim. Và suy tim thì có thể là tùy đến mức độ suy tim cấp hoặc là suy tim mạn, tùy đến mức độ thì chúng ta có thể có những cái triệu chứng như là đứa trẻ nó sẽ trẻ mắc bệnh tim có thể ăn uống khó khăn, bú ngắt quãng, chậm lớn, quấy khóc, kém chơi, tình trạng là mệt mỏi liên tục, rồi hay vã mồ hôi và đặc biệt là khi gắng sức khó thở, thở nhanh khi bú gắng sức. Rồi khi mà khám thực thể chúng ta có thể thấy là diện tim to, nhịp tim nhanh, gan to, tiểu ít là nhóm các triệu chứng suy tim. Thì khi mà thấy các triệu chứng này chúng ta định hướng tới các cái nhóm tim bẩm sinh mà có nó tim bẩm sinh có đường xoắn trái phải, nhiều máu lên phổi hoặc là các nhóm bệnh lý về về hở van tim vân vân, nó giúp chúng ta định hướng. Nhóm thứ năm nữa là để dùng là những nhóm mà các biến chứng bệnh tim bẩm sinh nó lại giúp chúng ta định hướng chẩn đoán, đưa ra đặt ra những cái chẩn đoán nghi ngờ bệnh tim bẩm sinh. Đó là cái vấn đề của bệnh tim bẩm sinh đối với tăng trưởng và phát triển. Thì những đứa trẻ bị tim bẩm sinh ví dụ như là có lùn xoắn trái phải, có suy tim mạn tính rồi thì tiến triển thì là có thể có suy dinh dưỡng, thường có suy dinh dưỡng, chậm phát triển về thể chất vận động và có nhiễm trùng cái đường hô hấp, viêm phổi lặp đi lặp lại, nhiễm trùng xoang, họng đường hô hấp hoặc phổi, rồi nhiễm trùng tim, viêm nội tâm mạc nhiễm trùng. Ví dụ như là với một bệnh nhân mà sốt trên 2 tuần mà không tìm được mà không không giải thích bằng nguyên nhân nhiễm trùng khác thì chúng ta nhiễm trùng về viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn là một trong thứ chúng ta nghĩ tới và định hướng có thể trên nền tim bẩm sinh. Đấy, chất triệu chứng của suy tim ứ huyết như là khó thở, gan to, tiểu ít, triệu chứng cô đặc máu, áp xe não, tắc mạch ở trong các bệnh nhân tim bẩm sinh có tím thì có cô đặc máu, áp xe não, tắc mạch. Rồi cùng với cả khám lâm sàng thì một số cái chỉ định cận lâm sàng mà đơn giản có tính thường quy nó cũng có thể giúp chúng ta định hướng và phát hiện các cái bệnh lý tim bẩm sinh. Đấy. Ví dụ như là cái trên cái X quang ngực, đấy. Trên chẳng hạn trên X quang ngực thứ nhất này chúng ta có thể thấy cái hình ảnh là cái bóng tim to, chỉ số tim ngực cao, bóng tim to và có cái phổi ứ huyết là tăng cái tuần hoàn phổi. Đấy. Với một cái phim X quang như này thì nó có thể giúp chúng ta định hướng là bệnh nhân có thể mắc một cái bệnh tim bẩm sinh mà có lùn xoắn trái phải và nhiều máu lên phổi, dẫn tới là giãn các buồng tim, đặc biệt là buồng tim trái và phổi ứ huyết.
Rồi thì là có trong X quang ngực của các bệnh tim bẩm sinh thì có một số những cái hình ảnh mà nó đặc trưng của tim bẩm sinh, ví dụ như là cái hình ảnh bên cạnh này, đây là cái hình ảnh người ta gọi là cái dấu hiệu Snowman trên phim X quang ngực là của các bệnh nhân bất thường tim phổi trở về toàn bộ, và toàn bộ các tĩnh mạch phổi nó dẫn lưu vào, nó là bất thường tĩnh mạch phổi toàn bộ thể trên tim, thì có cái hình ảnh nó là có cái tĩnh mạch chủ trên giãn to rồi đến cái tĩnh mạch thẳng, nó tạo ra hình ảnh là giống như người tuyết gọi là Snowman. Rồi thì là X quang ngực của bệnh nhân, trên cái X quang ngực này chúng ta có thể thấy rằng là bệnh nhân này có giảm tuần hoàn phổi, có mỏm tim phải hách lên và tim hình hia, thì đây gọi là cái dấu hiệu mà tim hình hia mà gặp trong tứ chứng pha lô hoặc là các bệnh lý teo phổi thông minh thất có phì đại cái thất phải. Thì những cái hình ảnh X quang bất thường thì nó có thể giúp chúng ta định hướng tới cái bệnh lý tim bẩm sinh. Rồi thì một cái thăm dò mà phổ biến thứ hai nữa là thăm dò điện tâm đồ. Thì cái điện tâm đồ mà nó sẽ giúp chúng ta chẩn đoán được phì đại của buồng tim, và trên một cái đứa trẻ bình thường mà chúng ta thấy phì đại của buồng tim thì chúng ta có thể định hướng tới có thể mắc một cái bệnh tim bẩm sinh. Ví dụ như là điện tâm đồ của bệnh nhân thông niên thất thì chúng ta có thể thấy những cái hình ảnh như là nhịp xoang trục trái, rồi thì giãn nhĩ trái hoặc hai nhĩ tùy giai đoạn phì đại thất trái. Đây là cái điện tâm đồ, ví dụ như cái điện tâm đồ của một cái bệnh nhân 2 tháng tuổi chẳng hạn thông niên thất thì chúng ta thấy là có phì đại thất trái. 2 tháng thì vẫn ưu thế thất phải, nhưng mà chúng ta thấy là phì đại có cái hình ảnh của cái tăng gánh của buồng tim phải trên điện tâm đồ. Rồi với điện tâm đồ bệnh nhân pha lô 4 chúng ta có thể thấy là trục phải, giãn nhĩ phải, phì đại thất phải nặng và tăng lên theo tuổi. Đây là hình ảnh cái điện tâm đồ của bệnh nhân 4 tháng tuổi chẩn đoán tứ chứng pha lô. Thế nhưng mà về chúng ta đã nói trình bày tôi đã trình bày về cái triệu chứng lâm sàng cũng như là một số cái xét nghiệm cận lâm sàng mà thông dụng. Thế nhưng mà để mà chẩn đoán các cái bệnh lý tim bẩm sinh thì trên lâm sàng và trên các cái cận lâm sàng thường quy như là X quang ngực và điện tâm đồ thì chỉ giúp chúng ta định hướng. Còn định hướng là chúng ta đưa ra, đặt ra những cái chẩn đoán nghi ngờ. Thế còn để mà chẩn đoán được xác định cái bệnh lý tim bẩm sinh thì chúng ta bắt buộc là phải có một cái chẩn đoán xác định, đó là phải dựa vào siêu âm tim. Trên siêu âm tim thì có thể chẩn đoán được hầu như toàn chẩn xác định hầu như toàn bộ các bệnh tim bẩm sinh, và trong một số cái trường hợp có những cái tổn thương mà ngoài buồng tim, những tổn thương các mạch máu lớn, tổn thương về những tuần hoàn phổi mà trên ngoài phạm vi khảo sát của siêu âm tim, thì những cái cận lâm sàng mà cao cấp hơn có thể hỗ trợ đó là như là thông tin chụp mạch trên DSA, chụp SCT hay là chụp MRI tim. Thì cái phần này nó sâu, tôi xin phép là được nói ở trong một cái nội dung khác. Thế còn chúng ta tóm lại là tôi chỉ muốn nói rằng là ở trên cái triệu chứng lâm sàng cũng như là các cái xét nghiệm thường quy, các cái chẩn đoán cận lâm sàng thường quy ở bất kỳ tuyến nào thì chúng có thể giúp chúng ta định hướng được, phát hiện được cái nghi ngờ cái tim bẩm sinh, và để mà xác định thì chúng ta cần thêm siêu âm tim. Đấy là cái tiếp cận một cái chẩn đoán tim bẩm sinh. Thì đó là các bước tiếp cận. Đến sang đến phần thứ hai thì tôi xin phép được trình bày về một số cái bệnh tim bẩm sinh thường gặp. Các nhóm bệnh tim bẩm sinh thường gặp thì như chúng ta đã thấy ở trong cái phần phân loại thì các cái hình thái của tổn thương tim bẩm sinh nó rất phức tạp, nó tổ hợp các dị tật với nhau, nó nên tới là rất nhiều các mặt bệnh khác nhau. Thế nhưng mà với những cái nhóm thường gặp thì tôi trình bày trong cái khuôn khổ bài hôm nay, nội dung nó tương đối là ít thời gian, thì tôi xin phép được trình bày một số cái bệnh đặc trưng cho từng nhóm mà chúng ta vừa phân loại. Và tương tự như thế thì chúng ta sẽ có cách tiếp cận đối với những cái bệnh lý còn lại ở trong nhóm. Cái bệnh lý đầu tiên mà tôi giới thiệu tôi xin được nhắc tới đó là cái bệnh lý mà đặc những cái bệnh lý đặc trưng cho nhóm bệnh tim bẩm sinh có luồng xoắn trái phải. Thì tim bẩm sinh không tím, nhiều máu lên phổi, tức là con luồng xoắn trái phải. Thì chính là bệnh thông niên thất. Thông niên thất thì là một cái dị tật mà nó nối thông giữa hai cái buồng tim, hai buồng tâm thất, thất phải và thất trái, và đây là một cái dị tật tim bẩm sinh mà hay gặp nhất ở trong cái nhóm tim bẩm sinh trái phải. Tất nhiên là cái nhóm tim bẩm sinh mà hay gặp nhất thì nó là cái bệnh lý động mạch chủ hai la van, đó là một cái nhóm bệnh lý mà đa phần thì không phải xử lý gì. Thế cho nên là cái thông niên thất thì vẫn được coi là bỏ qua cái dị tật mà van động mạch chủ hai la van, thì thông niên thất là cái dị tật tim bẩm sinh mà có cái mức có cái tần suất gặp nhiều nhất trong tất cả các bệnh tim bẩm sinh. Và tùy từng những nghiên cứu thống kê nhưng mà nó sẽ xoay quanh độ khoảng trên dưới 20 trên 25% các bệnh tim bẩm sinh, tùy theo từng nghiên cứu. Tôi lấy theo cái cuốn của Nelson thì là 25% các bệnh tim bẩm sinh. Phân loại thông niên thất thì theo vị trí thì chúng ta có thông niên thất ở
các vị trí như là phần quanh màng thông linh thất, ở phần buồng nhận thông linh thất, ở phần phễu, cái phần phễu nó có thể dưới van động chủ, dưới phổi của dưới cả hai van động mạch, và các cái thông thất thần cơ. Về phân loại kích thước của độ thông linh thất thì chúng ta phân loại có nhiều cách phân loại, có những tác giả thì phân loại dựa theo kích thước của lỗ thông linh thất trên diện tích xa vân vân, cách phân loại nó tương đối phức tạp, nhưng mà cách phân loại mà thường mà chúng ta sử dụng nhiều nhất trên lâm sàng thì chúng ta có thể định hướng được cho cái chỉ định điều trị, theo dõi hay là điều trị, thì nó có công thức nhỏ thì chúng ta so sánh đường kính của cái gốc của mình chủ dưới một ba đồng chủ là thông thất kích thước nhỏ, trên một từ 1/3 đến 2/3 đường kính của mình chủ là thông thất vừa, lớn hơn 2/3 đường kính của mình chủ là thông thất lớn. Thì về sinh lý bệnh của thông thất thì tôi sẽ xin được trình bày tương đối kỹ về sinh lý bệnh, để mà bởi vì nó sinh lý bệnh của thông thất nó cũng là đặc trưng, nó sẽ là đại diện cho các nhóm bệnh tim bẩm sinh có lùn săn trái phải, thì nó có nhiều hậu quả của thông thất, nhưng mà cơ bản thì các cái mọi cái triệu chứng lâm sàng biểu hiện thì nó sẽ do nó sẽ có dựa vào hai cái cơ chế chính. Thứ nhất đó là do một có cái lỗ thông ở giữa hai cái buồng tim là buồng tim trái và buồng tim phải, mà như chúng ta đã biết là ở trạng thái bình thường thì là cái sức cản của mạch hệ thống nó lớn hơn nó lớn hơn nhiều 5-7 lần so với sức cản của động mạch phổi. Như động mạch sức cản của động mạch phổi chỉ khoảng dưới một đơn vị gút, sức cản hệ thống 8 đơn vị gút. Thế cho nên là khi mà có một cái luồng thông như này thì là sẽ có một cái lượng máu từ bên áp lực cao, tức là bên có cái kháng lực cao, kháng lực và áp lực cao, nó sẽ chảy sang bên phải là bên có kháng lực và áp lực thấp, và cái là nó làm cho tăng cái lượng máu. Đây là trong cái thời kỳ tâm thu, nó sẽ làm tăng cái lượng máu lên phổi. Tăng lượng máu lên phổi thì nó sẽ gây ra là tăng tăng cái áp lực lên phổi, và các mạch máu phổi nó sẽ bị có những cái trường hợp lỗ thông thất cỡ trung bình thôi, nó sẽ phải làm cho cái lưu lượng máu lên phổi nó phải tăng gấp 3-4 lần, thậm chí là hơn, với cái lỗ thông lớn còn tăng gấp 5-6 lần lượng hệ thống, thì nó làm cho phổi ứ máu và các cái động mạch phổi sẽ phản ứng bằng cái cách là biến đổi các cái mao mạch phổi qua 6 cái giai đoạn mô học, và đến một nó co các cái tiểu động mạch, nó hình thành các cái dày các thành của mao mạch phổi, rồi huyết khối huyết tắc trải qua 6 giai đoạn, và nó muộn hơn thì nó có thể dẫn đến là tăng áp lực phổi cố định, tức là nó biến đổi toàn bộ cấu trúc mạch phổi, tăng sức cản để mà chống lại cái lượng máu lên phổi, và đến lúc đó thì bệnh nhân được gọi là tăng áp lực phổi cố định và hội chứng Eisenmenger. Đấy, vì cái cơ chế của tăng lưu lượng phổi nó chính là cái cơ chế để mà dẫn đến những cái triệu chứng lâm sàng như là bệnh nhân khó thở, như là khó thở rồi thì rồi thì là ứ huyết ở phổi và dễ bị mắc các bệnh viêm đường hô hấp, viêm phổi tái đi tái lại. Đấy, thứ hai nữa đó là cái lỗ thông này nó làm tăng lượng máu lên phổi, tăng lưu lượng máu lên phổi sẽ tăng cái lưu lượng máu về nhĩ trái và tăng cái tiền gánh của thất trái, và nó tăng cả tiền gánh và cái quả tim nó phải co bóp để bù lại cái lượng máu bị mất sang bên này. Cả hai cơ chế đấy nó sẽ làm cho là dẫn tới là cái bệnh nhân mà có lùn săn trái phải sẽ phát triển cái tình trạng suy tim ứ huyết, và cái tình trạng suy tim ứ huyết đó thì tùy thuộc vào cái luồng săn nó to hay là nhỏ và vị trí của luồng săn thì nó sẽ tiến triển nhanh sớm hay là muộn. Với những lỗ thông thất lỗ lớn thì cái triệu chứng suy tim sẽ đến sớm ngay trong những tháng đầu, có thể sau thời kỳ sơ sinh, và tới những lỗ thông nhỏ hơn thì cái triệu chứng suy tim sẽ đến muộn hơn. Thì về lâm sàng của bệnh thông bệnh lý thông linh thất nó sẽ phụ thuộc vào lưu lượng của cái luồng săn trái phải, tức là kích thước lỗ thông. Cái triệu chứng điển hình trong săn trái phải lớn thì toàn trạng là bệnh nhân hay viêm phổi, quấy khóc, ăn uống khó khăn, bú ngắt quãng, chậm lớn, mệt mỏi, vã mồ hôi, và bệnh nhân thì sẽ trong giai đoạn sớm bệnh nhân sẽ không tím, trừ khi là bệnh nhân có những đợt suy tim cấp, phù phổi hoặc là viêm phổi, hoặc là đến giai đoạn muộn mà khi mà như là trong cái phần sinh lý bệnh tôi vừa nói, là khi mà có xuất hiện cái tăng áp lực động mạch phổi cố định thì bệnh nhân có thể đảo chiều săn và lúc đó thì mới tím. Khi mà khám thực thể tại tim chúng ta sẽ nghe thấy là chúng ta thấy là diện tim to rồi nhịp tim nhanh, có thể nghe thấy nhịp ngựa phi với trường hợp lỗ thông lớn và có suy tim, để chúng ta nghe thấy âm thổ tâm thu ở bên sườn 4 cạnh ức trái. Thì cái cường độ của cái âm thổ này nó sẽ phụ thuộc vào kích thước của lỗ thông và phụ thuộc vào giai đoạn của tăng áp lực động mạch phổi. Và chúng ta nghe tiếng T2 mạnh ở đáy tim nó là do cái tăng áp lực động mạch phổi nhiều máu lên phổi. Trên hình ảnh X-quang chúng ta như là X-quang của bệnh nhân thông thất, chúng ta thấy là đây là hình X-quang nó thấy cái bóng tim to giãn cái buồng tim trái và phổi ứ huyết tăng lưu lượng máu lên phổi. Công độ phổi thì phổi ứ huyết.
Siêu âm tim thì trên siêu âm tim nó là cái tiêu chuẩn mà để chẩn đoán xác định bệnh và mức độ nặng. Thì trên siêu âm tim chúng ta thấy là vị trí tổn thương, ví dụ như bệnh nhân này chúng ta có cái vị trí tổn thương nó là quanh màng nan dưới ban động mạch chủ, kích thước tổn thương và ảnh hưởng của đến kích thước của buồng tim, áp lực động mạch phổi. Về điều trị của thông tiếp cận điều trị của thông minh thất thì với mục đích điều trị nó mục đích điều trị chính là điều trị nội khoa, mục đích là để giảm triệu chứng suy tim chờ đến thời điểm can thiệp hoặc phẫu thuật mà có thể sẵn sàng. Và với các lỗ thông nhỏ thì cái quá trình điều trị nội khoa như lỗ thông nhỏ chẳng hạn là lỗ thông nhỏ phần cơ hoặc phần màng thì chúng ta có thể là điều trị nội khoa để chúng ta theo dõi cái tiến triển tự biết đến 4 đến từ 2 đến 5 tuổi. Thông thường thì các lỗ thông ở phần màng hoặc phần cơ thì có thể tự biết một phần có một phần, ví dụ như phần màng có từ 10 đến 20% có thể tự biết cho đến khi đến trẻ 5 tuổi. Và điều trị nội khoa thì sẽ theo dõi cái tiến triển này và dự phòng viêm nội tuyến mạc nhiễm khuẩn. Nhóm điều trị nội khoa thứ hai là nhóm điều trị suy tim. Suy tim đối với các cái lỗ thông minh thất lớn và cũng như là các cái bệnh lý tim bẩm sinh mà có đường săn trái phải lớn thì điều trị suy tim thì bao gồm mà chúng ta bao gồm có là hạn chế gắng sức và các cái hạn chế gắng sức ăn nhạt, thuốc các thuốc điều trị suy tim thì có digoxin, lợi tiểu, ức chế men chuyển, beta blocker, rồi thì nếu bệnh nhân nặng hơn thì có thể dùng vận mạch, dovutamin như là mirinol vân vân. Nhưng mà về cụ thể điều trị suy tim thì trong cái khuôn khổ bài này tôi xin phép là chỉ giới thiệu sơ lược dinh dưỡng hỗ trợ hô hấp. Về điều trị triệt để của thông minh thất thì hiện giờ thì có hai phương pháp bổ trợ cho nhau, đó là phương pháp điều trị bằng can thiệp qua da và phương pháp ngoại khoa. Can thiệp bít thông minh thất bằng dụng cụ qua da thì thực hiện được với những cái lỗ thông minh thất được lựa chọn. Đấy, đó là hiện giờ thì thông thường là chỉ định nó sẽ xoay quanh những cái thông minh thất ở vị trí phần màng và thông minh thất phần cơ, cũng như là một số cái thông minh thất ở phần phễu, ở một số thông minh thất phần buồng nhện thì cũng với những cái thế hệ dụng cụ mới thì có thể là xét can thiệp nhưng mà nó không phải là phổ biến. Đến giờ thì vẫn cái lựa chọn hàng đầu để mà biết qua da chúng ta vẫn là những lỗ thông minh thất phần màng, thông minh thất phần cơ. Nhóm thứ hai là phẫu thuật tim hở là vá lỗ thông. Thì đây là cái hình ảnh của cái thủ thuật là bít thông minh thất bằng dụng cụ qua da. Đấy, như chúng ta thấy rằng là khi bằng dụng qua da thì là chúng tôi sẽ sử dụng là cái đường vào mạch máu, đường động mạch và đường tĩnh mạch đùi. Sau đó chúng tôi luồn các cái dụng cụ ống thông lên buồng tim và tiến hành đo đạc các kích thước, đo đạc các cái gờ, đo đạc cái kích thước lỗ thông bằng bơm, và sau đó thì chúng tôi sẽ sử dụng cái dụng cụ thích hợp. Thì có rất nhiều loại dụng cụ, thế nhưng mà trong cái khuôn khổ của cái bài riêng bít thông minh thất thì tôi sẽ giới thiệu các dụng cụ như cơ bản là các cái dù, các cái coi, các dù có nhiều loại dù, nhiều hình dạng khác nhau để phù hợp với lỗ thông. Và chúng tôi bung cái dụng cụ ra và chúng tôi bít lại cái lỗ thông. Đây là cái hình ảnh lỗ thông và chúng ta bít nó bằng cái dụng cụ, đây là cái dù thông minh thất. Với những cái nhóm với những cái lỗ thông minh thất ở các cái phần như là phần buồng nhện, phần phễu, rồi thì những thông minh thất lớn, rồi thì những lỗ thông minh thất mà các cái gờ của lỗ thông nó không thích hợp để cho cái việc dụng cụ bám thì chúng ta vẫn chúng thì cái phương pháp mà giải quyết phẫu thuật vẫn là cái phương pháp mà cuối cùng và phương pháp có thể giải quyết triệt để được mọi cái loại thông minh thất. Thì đây là cái hình ảnh của cái phẫu thuật vá lỗ thông minh thất. Và với cái sự phát triển của cái ngành phẫu thuật ngoại khoa hiện nay thì có cái xu hướng về phẫu thuật về nội soi ít xâm lấn, và chúng tôi đã triển khai ở trung tâm bên ngoài viện E, chúng ta triển khai từ rất là lâu rồi, cũng đến đến bây giờ thì tiến sĩ từ giáo sư Thành, tiến sĩ Tiến thì các phẫu thuật viên đã triển khai từ rất là lâu. Đây là hình ảnh của một cái đường mổ kinh điển từ ngày xưa khóa thất, và đây là cái đường mổ nội soi thì nó rất là đẹp. Một số cái trường hợp mà thông minh thất một số cái trường hợp thông minh thất mà khi mà cái chúng ta có thể sẽ phải trải qua cái giai đoạn phẫu thuật tạm thời, ví dụ như là trên trên cái mô hình này đó là một cái lỗ thông minh thất phần cơ nhiều lỗ, mà cái việc phẫu thuật mà các lỗ thông minh nhiều lỗ sắt mỏ, cái việc phẫu thuật một lần thì nó không thể tiến hành được ngay, thì có thể chúng ta sẽ trải qua cái giai đoạn là phẫu thuật pending siết bớt động mạch phổi và sau đó chờ đợi một số lỗ thông thất phần cơ nó đóng lại và chúng ta vá những lỗ thông thất chính, hoặc là chờ đợi cho thể trạng của bệnh nhân tốt lên và bệnh nhân sống và phát triển được những thể trạng tốt lên, kích thước tim tốt lên và để phục hồi an toàn chúng ta tiến hành sửa toàn bộ. Thì ví dụ đây phẫu thuật bending động mạch phổi. Cái bệnh lý thứ hai ở trong cái nhóm bệnh lý tim bẩm sinh có đường săn trái phải là bệnh lý thông minh nhĩ, là cái gì thường gặp chiếm từ 4 đến 10% các bệnh tim bẩm sinh. Phân loại theo vị trí thì chúng ta có thông minh lỗ thứ phát, lỗ thứ hai, thông minh lỗ nguyên phát, lỗ thứ nhất, thông minh thể xoang tĩnh mạch là xoang tĩnh mạch chủ trên, xoang tĩnh mạch chủ dưới, đây là lỗ thông thất song vành, là lỗ thông minh nhĩ thể song vành.
Sinh lý bệnh của bệnh lý thông minh nhĩ nó cũng tương tự các nhóm bệnh tim bẩm sinh buồng xoắn trái phải, và đặc trưng thì nó ngoài cái đặc trưng thì nó có đặc trưng là giãn cái buồng tim phải sớm, đặc trưng suy tim phải ở ba lá, rồi cái săn ở tầng nhĩ thì lưu lượng nó thấp, cho nên là cùng một cái thước thì cùng một cái bệnh lý thông minh nhĩ thì nó sẽ có cái triệu chứng lâm sàng đến muộn hơn và bệnh nhân thông thường cũng được phát hiện muộn hơn. Về điều trị của thông minh nhĩ thì cũng chúng ta cũng có điều trị can thiệp và phẫu thuật, đây là cái hình ảnh của cái thủ thuật bít thông minh nhĩ dụng cụ qua da, đây là cái dù mà bít lại lỗ thông minh lỗ thứ hai, và phương pháp phẫu thuật thì là vá lỗ thông minh nhĩ. Cái bệnh lý thứ ba trong cái nhóm bệnh lý cái bệnh của lỗ mạch thì nó cũng tương tự như là thông minh thất, với cái hai cái hậu quả tăng đường phổi và suy tim đến sớm. Và chúng ta với về chỉ định với ống động mạch thì chúng ta sẽ biết tất cả các ống động mạch, mà khi chúng ta sẽ giải quyết tất cả các ống động mạch, và bởi vì là cái việc giải quyết bằng còn can thiệp và phẫu thuật nó tương đối là nó tương đối là ít biến chứng. Thì đây là với cái xu hướng hiện nay thì đại đa số các cái bệnh lý còn ống động mạch đều có thể giải quyết được bằng can thiệp qua da, thì trừ một số cái ống động mạch lớn và ở cái tuổi sơ sinh mà cái kích thước ống nó to co so với cơ thể, là các cái dụng cụ không phù hợp thì chúng ta mới phải sử dụng cái phương pháp mổ mở kinh điển. Thì đây là cái hình ảnh của bít ống động mạch bằng dụng cụ qua da, trên này là dụng cụ coil, dưới này là dụng cụ dù. Nhóm tim trái phải là bệnh lý thông sàn nhĩ thất, thì đây là hình ảnh của thông sàn nhĩ thất là khuyết toàn bộ cái vách giữa tim, và cái phương pháp phẫu thuật của các phẫu thuật viên đó là vá bằng phương pháp B là phương pháp hai miếng vá, này vá lại cái tầng nhĩ và tầng thất và tạo hình lại các cái van nhĩ thất. Tôi xin được sang cái nhóm của cái bệnh lý thứ hai, nhóm bệnh lý thứ hai là nhóm bệnh tim bẩm sinh mà có tím và có tím ít máu lên phổi, và đại diện cho cái nhóm bệnh này đó là bệnh tứ chứng pha lô. Cái tứ chứng pha lô như chúng ta anh chị đã biết, tôi xin phép được nhắc lại, tứ chứng pha lô thì là gồm có bốn dị tật, là một là lỗ thông thất lớn nó thường ở phần màng nó lan tới van động mạch chủ, thứ hai nữa là có cái hẹp động mạch phổi, thường là hẹp ở đường ra, hẹp van và có thể hẹp cả thân và cả nhánh động mạch phổi. Thứ ba nữa là dị tật thứ ba trong cái tứ chứng pha lô đó là dị tật là động mạch chủ tưới ngựa lên 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 mỏ vách nhĩ thất, và thứ tư nữa là phì đại thất phải. Và cái bệnh tứ chứng pha lô này nó chiếm từ 57% các bệnh lý tim bẩm sinh. Về sinh lý bệnh và biến chứng thì máu không bão hòa oxy đi vào động mạch chủ, đây là máu bởi vì là do là cái đây là do là cái thất phải, đây là cái thất phải nó bị cái đường ra của động mạch phổi nó bị hẹp rất là nặng, cho nên mỗi một nhát bóp thì là cái có cái luồng xăng mà nó không đi qua được qua động mạch phổi thì là luồng xăng bên phải sang bên trái và trộn máu lên động mạch chủ gây ra bệnh nhân tím, máu đến phổi ít thì bệnh nhân ít viêm phổi. Nếu trong cái trường hợp mà bệnh nhân bị co thắt cái đường, đây là cái đường ra của thất phải, co thắt đường ra hoặc là tình trạng thiếu dịch co thắt đường ra, hoặc là trong tình trạng bệnh nhân mà quấy khóc nhịp tim nhanh thì nó làm cho cái mức độ hẹp của cái đường ra thất phải này hẹp tăng lên, chúng ta có thể có cái cơn tím, và cái cơn tím như này là một cái rất là nguy hiểm, nó là một cái chỉ định mà bệnh nhân sẽ phải mổ sớm để nguy cơ viêm nội tạng nhiễm khuẩn. Để tiếp theo nữa là cái khi mà bệnh nhân tím thì sẽ có tăng sinh, sẽ có phản ứng tăng sinh hồng cầu cô đặc máu và dẫn tới các biến chứng như là tắc mạch, áp xe não, tắc mạch và rối loạn đông máu. Và có một cái và những cái nhóm bệnh pha lô 4 này có cái tăng áp lực thất phải, phì thất phải, nếu như ở người lớn và các bệnh pha lô 4 mà không được xử trí thì nó có thể là dày thất phải, suy thất phải và xảy ra muộn ở các bệnh nhân người lớn mà bị pha lô 4 mà không được điều trị. Thì về lâm sàng của bệnh pha lô 4 thì trước hết là bệnh nhân là thuộc nhóm máu trộn, bệnh nhân sẽ tím tùy các mức độ, và cái cơn tím dấu ngồi xổm ở trẻ lớn. Nghe tim thì chúng ta sẽ nghe thấy tiếng thổi đấm thu thu ở khoang nhân sườn 3-4 cạnh ít trái, đó là cái tiếng thổi của hẹp phổi, tiếng thổi của hẹp đường ra thất phải và hẹp phổi các mức độ. Và bệnh nhân thì ít có biểu hiện suy tim trên lâm sàng, mà biểu hiện chủ yếu của bệnh nhân là tím, là ít viêm phế quản phổi. Về điều trị nội khoa với bệnh pha lô 4 thì điều trị bằng phương pháp phẫu thuật, nhưng mà chúng ta nhắc tới điều trị nội khoa đấy là trong cái trường là điều trị với những bệnh nhân mà cái phẫu thuật chưa sẵn sàng, do bệnh nhân còn nhỏ có cân nặng có, nó sẽ tùy thuộc vào từng cái trung tâm phẫu thuật mà chúng ta lựa chọn cái thời điểm phẫu thuật tốt cho bệnh nhân. Thì những bệnh nhân mà chưa đến thời điểm phẫu thuật thì chúng điều trị nội khoa vai trò là dự phòng cơn tím và dự phòng viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Thì điều trị dự phòng cơn tím thì chúng ta sẽ có là chúng ta có thể sử dụng thuốc beta blocker để kiểm soát nhịp của bệnh nhân. Đấy, chúng ta giữ cho bệnh nhân là tình trạng chúng ta kiểm soát tình trạng cô đặc máu, chúng ta sẽ bù nước sớm, bù nước điện giải sớm khi mà bệnh nhân có những cái
bí gây ra mất nước như là tiêu chảy, như là nôn, tiêu chảy, và dự phòng viêm nội tiết bằng nhiễm khuẩn. Thì tôi chỉ xin nhấn mạnh vào một cái trường hợp đặc biệt ở trong cái bệnh phao lô 4 này, đó là cái điều trị cấp cứu cơn tím. Thì cơn tím của bệnh nhân phao lô 4 là một trong nguyên nhân mà gây ra cái tử vong cho bệnh nhân, và có nhiều bệnh nhân mà tử vong trong cái cơn tím mà chúng ta không kịp làm gì, chúng ta chưa kịp đem bệnh nhân đi mổ. Thì trong cái cấp cứu cơn tím, nó biết là cơ chế của cơn tím đó là do cái nó biết là cơ chế cơn tím là do cái co thắt của cái đường da thất phải, nó làm cho là cái máu trong cái lúc đó là máu không lên được động mạch phổi, và máu và lượng máu lớn, lượng máu đen lớn dồn sang bên phải lên động mạch chủ, dẫn đến cơn tím. Thì để cấp cứu cơn tím, chúng ta có là thở oxy 100%, đặt bệnh nhân tư thế gối ngực, và với các bệnh nhân lớn hơn thì chúng tư thế ngồi xổm, dùng an thần, có thể dùng morphine, midazolam, với các liều khởi đầu 0,1 mg/kg cân nặng, sử dụng beta blocker để mà kiểm soát nhịp. Khi mà cái nhịp tim nó giảm đi thì cái mức độ co thắt của đường da thất phải nó cũng giảm đi, esmolong, propranolol, chúng ta truyền dịch đủ thể tích tuần hoàn. Và khi mà cơn tím kéo dài sẽ có rối loạn toan kiềm, thì chúng ta sẽ đến có khi máu chúng ta chỉnh ra khi máu, còn không thì chúng ta cũng truyền natri butylnat với liều là 1-2 ml/kg. Đặt rồi các khi mà cái cơn tím mà không kiểm soát được bằng các biện pháp này thì chúng ta có thể sẽ phải đặt ống nội khí quản và cho bệnh nhân an thần thở máy và chuyển tới cái đơn vị mà có khả năng phẫu thuật càng sớm càng tốt. Và trong cái trường hợp mà đặt ống nội khí quản an thần thở máy rồi, nhưng bởi vì là vấn đề không phải nằm ở hô hấp mà vấn đề ở chỗ là máu không lên được phổi do co thắt đường da thất phải và máu không lên được động mạch phổi, thì chúng ta có thể sẽ phải cần tới ở những cái trung tâm mà có thể làm được, thì chúng ta có thể cần tới ECMO và các cái phẫu thuật cấp cứu như phẫu thuật BDSON, tức là tạo một cái cầu nối chủ phổi. Đây là cái phương pháp điều trị phẫu thuật cho tứ chứng pha lô. Đây là cái phẫu thuật tạm thời, là phẫu thuật blockade toxic, là sử dụng cho những cái bệnh nhân mà bị pha lô 4, và có thể rơi vào hai trường hợp. Một là do cái thể trạng của bệnh nhân, như bệnh nhân sơ sinh thể trạng nhỏ, rồi thì cân nặng của bệnh nhân nhỏ và cái thể trạng bệnh nhân yếu, và cái trung tâm phẫu thuật đó không sẵn sàng vào thời điểm đó, thì chúng ta có thể sẽ phải trải qua một cái phẫu thuật là mổ kim kín, là tạo một cái săn ngoài phổi, tạo một cái săn mà nối tắt giữa động mạch chủ, như ở đây chúng ta nối từ động mạch thân cánh đầu ở bên phải với cái động mạch phổi bên phải, và để mà cấp máu tạm thời cho cái động mạch phổi, giúp cho động mạch phổi phát triển, là bệnh nhân có thể sống được cho đến tuổi mà phẫu thuật sẵn sàng. Và đấy thứ hai là phương pháp. Và cái nhóm thứ hai nữa mà các bệnh nhân mà phải sử dụng cái phẫu thuật tạm thời này, đó là nhóm bệnh nhân mà các điều kiện về động mạch phổi, kích thước động mạch phổi nó không đủ để cho chúng ta sửa chữa toàn bộ một giai đoạn, thì chúng ta có thể phải trải qua phẫu thuật tạo săn để cho cái động mạch phổi phát triển lên, và đến khi mà thỏa điều kiện chúng ta chuyển sang sửa toàn bộ. Thì đây đây là phẫu thuật sửa toàn bộ của pha lô 4, thì bao gồm có vá nội thông minh thất, mở rộng cái đường da thất phải, và chúng ta correct các cái dị tật khác. Tôi xin phép được sang một cái nhóm bệnh thứ ba nữa, là cái nhóm bệnh mà có nghẽn đường da của tổ tim, là bệnh lý hẹp eo động mạch chủ. Thì hẹp động mạch chủ thì có cái hẹp động mạch chủ thể đơn thuần, tức là với cái mức độ hẹp vừa, mức độ hẹp từ vừa, thì thường là sẽ có cái tổn, đây là hình ảnh hẹp eo động mạch chủ, và thường là khi mà bệnh nhân mà qua được cái giai đoạn cấp thì có thể có phát triển những tổn màng hệ và cấp máu trong phổi, và ít khi phải cấp. Và trên lâm sàng chúng ta sẽ nghe thấy là tiếng thổi tâm thu dài, nghe rõ ở bả vai trái hoặc nghe sau lưng mạch bẹn, thì do là có hẹp eo động mạch chủ cho nên là cái áp lực ở phía trên eo sẽ cao, áp lực phía dưới eo thấp, mà chúng ta lâm sàng chúng ta sẽ thấy mạch bẹn bất yếu khó bắt, ở huyết áp chi trên cao như áp chi dưới. Cái nhóm thứ hai là nhóm hẹp eo động mạch chủ mà thể phối hợp, và thường là chúng ta gặp ở những cái bệnh nhân sơ sinh mà hẹp eo động mạch chủ nặng, thì là cái eo động mạch chủ này hẹp rất là khít, và cái lượng và cái tuần hoàn nuôi nửa dưới cơ thể là bằng bằng cái ống động mạch, là đây là gọi là cái nhóm bệnh tim bẩm sinh mà có thuộc nhóm tim bẩm sinh mà tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch. Thì do cái eo chủ hẹp khít, máu không xuống được hoặc xuống được rất ít, thì nửa dưới cơ thể sẽ được nuôi bằng cái ống động mạch, và khi mà cái ống động mạch này đóng lại thì bệnh nhân sẽ suy tim cấp và xuất hiện suy tim cấp trong vòng vài ngày, vài giờ đầu. Và vì vậy cho nên là cái vai trò của cái việc mà phát hiện sớm cái dị tật mà hẹp eo động mạch chủ nặng ở trẻ sơ sinh, và bằng những biện pháp rất là đơn giản thôi, là chúng ta bắt mạch và chúng ta đo bao oxy tay và chân, sẽ giúp cứu sống rất nhiều bệnh nhân. Và điều trị bệnh lý hẹp eo động mạch chủ thì chúng ta sẽ cũng có phương pháp mổ, phương pháp can thiệp. Đây là cái phương pháp điều trị can thiệp qua da, đây là hình ảnh, đây là cái mô hình mà chúng tôi tiến hành, là các bác sĩ can thiệp cho chúng tôi sẽ tiến hành là nong cái eo động mạch chủ qua da, đây là bóng, và một số cái trường hợp bệnh nhân lớn hoặc trẻ lớn mà nong đơn thuần
mà eo động chủ đơn thuần mà nó không đạt hiệu quả cao, do là cái phần eo động chủ này nó bị sơ, nó bị mà sơ và nong bằng bóng đơn thuần không, thì chúng ta có thể tiến hành đặt stent của eo động chủ với trẻ lớn và người lớn. Điều trị phẫu thuật hẹp eo động chủ là phẫu thuật tạo hình eo động chủ, thì có rất nhiều cái kỹ thuật trong nó. Đây đây là một cái hình ảnh của một cái phẫu thuật hẹp eo động chủ. Cái bệnh lý tiếp theo là bệnh lý hẹp van động mạch phổi. Đây là cái hẹp van, đây là hẹp van động mạch phổi, và đây là các cái phẫu thuật của sửa van động mạch phổi. Đây là cái hình ảnh của cái điều trị bằng nong bóng qua da để điều trị hẹp van động mạch phổi. Thì giữa phương pháp nong bóng và phương pháp phẫu thuật thì hai phương pháp sẽ bổ trợ cho nhau, và xu hướng thì chúng tôi sẽ tiến hành là những cái can thiệp mà ít xâm lấn trước, và nếu đạt được hiệu quả có thể thì bệnh nhân sẽ được kiểm soát bằng nong nội khoa. Nếu không đạt được hiệu quả thì chúng tôi sẽ chuyển sang mổ. Trong khuôn khổ của một cái thời lượng rất là ngắn thì tôi xin được trình bày hết sức là sơ lược về cái cách tiếp cận và chẩn đoán, một số giới thiệu về một số tim bẩm sinh. Cảm ơn thầy cô và các bạn bè đồng nghiệp đã theo dõi, và nếu mà có câu hỏi gì thì sâu hơn cụ thể hơn về điều trị của từng bệnh lý cụ thể thì xin các thầy cô và các anh chị xin đặt câu hỏi, tôi xin phép và sẽ được trả lời. Xin cảm ơn thầy ạ. Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ Bùi Quang Huy đã cho chúng ta một cái bài hết sức cơ bản về các bệnh lý tim bẩm sinh và ba cái nhóm mà các bạn được anh Huy anh trình bày rất là rõ ràng. Rất hy vọng là các bạn sẽ nắm được. Tôi xin tóm tắt một cách rất đơn giản hai cái ý thôi để cho tất cả các bạn ở các